Đối với người công giáo, thánh lễ bổn bạc hay còn gọi là lễ công thầy là một thánh lễ trọng đại và với tập thể cá nhân đã nhận một chức thánh làm bổn bạc cho mình. Nhân thánh bổn bạc, vị thánh đó được cho là sẽ bảo vệ, hướng dẫn và cầu nguyện Chúa cho chúng ta. Thánh lễ bổn bạc còn là một trong những thánh lễ mang nhiều kỷ niệm. Đây còn là dịp để các bạn bè, các hội đoàn trong giáo xứ và tất cả các thành viên trong họ giáo, mặc dù đi xa cũng trở về gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và cầu nguyện với thánh bổn bạc để được nâng đỡ trong cuộc sống. Họ đã phải thương nghĩ để thánh An Tôn làm thánh bổn bạc. Được giáo hội phạt cầu được tính vào ngày 13 tháng 6 hàng năm. Hôm nay, được sự đồng ý của cha quản sứ, hai cha phó và hội đồng giáo xứ, họ đã phạt thương nghĩ vui mừng trong trọng cử hành thánh lễ kỷ niệm tròn 789 năm ngày thánh An Tôn về với Chúa. Và năm thứ 6, họ đã phạt thương nghĩ nhận thánh An Tôn làm bổn bạc. Đến hiệp tức thánh lễ hôm nay, con xin vui mừng cảm ơn và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cha quản sứ Tô Thê Nguyễn Thịnh Tề. Cha sẽ chủ sự thánh lễ hôm nay để mình có đoạn một tràng pháo tay nhiệt liệt cảm ơn. Nhận từ người đến tham dự thánh lễ hôm nay, con xin vui mừng và trân trọng giới thiệu quý sơ tộc đoàn Quý Sơ Yên Bái đã đến tham dự thánh lễ, xin cộng đoàn một tràng pháo tay nhiệt liệt cảm ơn. Tôi xin vui mừng và trân trọng giới thiệu ông Đặng Thanh Hải, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy thị trấn Yên Bình đã đến dự với chúng ta, đề nghị chúng ta một tràng pháo tay để được chào mừng. Tôi xin vui mừng và trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Mai, ủy viên ban chấp hành đảng bộ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình, đề nghị chúng ta một tràng pháo tay. Giới thiệu ông Nguyễn Việt Minh, ủy viên ban chấp hành đảng bộ, trưởng công an thị trấn Yên Bình, đề nghị chúng ta một tràng pháo tay. Về phía tổ nhân dân, tôi xin vui mừng và trân trọng giới thiệu ông Trần Bá Thịnh, tổ trưởng nhân dân tổ 19 đã đến dự với chúng ta, đề nghị chúng ta một tràng pháo tay. Về phía đại biểu hội đồng giáo xứ và các hội đoàn, tôi xin vui mừng và trân trọng giới thiệu ông Domenico Đặng Tiến Lành, chủ tịch hội đồng giáo xứ Quần Hào, trưởng ban chấp hành giáo xứ Quần Hào đã đến điểm dân thanh lễ để nghị cùng đoàn một trận và xin về tham dự thanh lễ hôm nay còn có các ông bà trong ban chấp hành các họ giáo trong giáo xứ, ban truyền thông giáo hạt Yên Bái, ban truyền thông giáo xứ Yên Bái, các hội đoàn đã đến cùng tham dự và phục vụ thánh lễ, đề nghị chúng ta một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Về tham dự thánh lễ hôm nay còn có quý ông bà anh chị trong phóng viên ngoài giáo xứ và ngoài giáo phận cùng toàn thể hội đoàn các hiện diện nơi đây, xin chúng ta một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Thưa quý vị đại biểu, thưa cộng đoàn, thánh lễ đối với người công giáo chúng tôi là vô cùng quan trọng và vô cùng cao trọng. Bởi thế, trong thánh lễ có những cử chỉ bày tỏ khác nhau. Có những lúc chúng tôi đứng để dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện, đứng để lắng nghe đọc lời Chúa, đứng để dâng lên Thiên Chúa những bài hát thánh ca, cũng là một hình thức cầu nguyện. Có những lúc chúng tôi ngồi im lặng lắng nghe cha chủ tế chia sẻ lời Chúa. Vậy trong thánh lễ này, xin quý vị và cộng đoàn vui lòng cùng lắng nghe với chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Từ đây xin mời và cùng chúng ta bắt đầu bài lễ, xin và lắng nghe lời lễ.
ngày 13 tháng 6 đã hộ cho chúng ta được chúng thánh Anton Padova linh mục kiến thiệu thánh như trong phần tiểu sử của các ngài cũng đã được giới thiệu với cộng đoàn ngay đầu lễ. Chúng ta cùng biết thánh Anton là một con người đạo đức thánh thiện, rất là khôn ngoan tốt tính, và Chúa cũng đã ban cho ngài những chiếc ơn rất là trọng đại. Ngay khi còn sống ở trần gian, ngài đã thực sự lên trên chấp lặn cả thể, và sau này ở trên cơ trời ngài vẫn luôn chuyển cầu cho con cái ở dưới thế gian, đặc biệt cho những người con tinh thần của ngài. Trong tâm tình của ngài đến ngày hôm nay, đã hội cho chúng ta được tôn kính một chú thánh, tinh thần của một chú thánh của chúng ta mà được bắt trước. Chúng thánh ăn tôn được chuyển cầu cho toàn thể hội thánh chấp chung, cách riêng cho giáo họ viên lý những điều con tinh thần của ngài, và cho những người của chúng ta được chuyên tâm bằng đến bộ thiên chúa được người là sống từ sống thánh thiện của người viên lý chúng ta. Để lời đầu tiên của chúng ta được nhận lời, chúng ta cùng thành công chống nước khi cứ tha thứ những khuyết điểm để chúng ta được xứng đáng làm vinh thánh lễ. Cho hết thảy mọi người nhờ lời thánh Anton truyền cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tới bất cập đó với bao người đau đớn và khốn khổ vì bạo nạn hành, cảnh đói nghèo và bị đối xử bất công, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người biết tôn trọng phẩm giá của mình và tha nhân. Xin cho nhiều người biết quảng đại và chia sẻ của cải với những người đang lâm cảnh khốn cùng, hầu tất cả đều sống đúng với phẩm giá làm người và làm con Chúa. Nhờ lời thánh Anton truyền cầu. Xin Chúa nhận lời.
an tôn hay làm phép lạ. Chúng ta nhập lời cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu mạnh thế của Thánh Quang Thầy, ban muôn ơn lành cho mọi người. Đặc biệt, xin Chúa trả công xứng đáng cho cha quản sứ, quý khách xa gần đã về nhập dân thánh lễ với chúng con được dồi dào ơn thánh. Và xin Chúa ân thưởng nước trời cho những người trong họ giáo chúng con đã qua đời. Nhờ lời thanh an tôn chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa xin rủ lòng thương và nhận và chúc lành trong những ước nguyện chân thành của chúng con, để chúng con biết noi gương thánh an tôn bổn mạng, can thiệp bảo vệ giáo hội, tăng tay ba bản và giới thiệu Chúa cho anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ơi, con chẳng có gì, có gì khiến dâng lên Ngài. Vì đời con có đáng gì đâu, chỉ có trái tim chân thành. Xin dâng lên qua trái tâm con, bao hương qua từ những cánh đồng.
Thank you.